Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một vị khách mời. Vị khách mời này có cái doanh số cộng dồn của năm 2018 là hơn 2.000 xe. Và trong tháng 12 vừa qua thì đạt hơn 800 xe. Đâu đó khoảng hơn 850 xe thì phải. Vâng, một con số rất đáng để mơ ước cho tất cả những cái dòng xe cùng phân khúc phải không ạ? Vậy, mẫu xe này có những gì? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ngay bây giờ. Ở phần đầu xe, như quý vị và các bạn có thể thấy, cái ngôn ngữ thiết kế mới, cái kiểu thiết kế mới của những mẫu xe hiện nay đó chính là cái phần đèn LED và cái cụm đèn pha đã được tách biệt ra. Theo như Duy nhìn ở đây thì nếu mà chúng ta nhìn lướt qua, chúng ta sẽ thấy là nó có cái gì đó nó đặc biệt, nó khác lạ một chút. Và đây cũng là cái xu hướng thiết kế của năm nay. Rất nhiều mẫu xe, ví dụ như là chiếc Xpander này, chiếc Kona này, rồi Santa Fe mới cũng có cái kiểu thiết kế như này. Và đặc biệt là cái phần đầu xe của chiếc Hyundai Kona này cho chúng ta một cái cảm giác nó trẻ trung, nó cá tính. Chúng ta sẽ cùng đi vào cái chi tiết tiếp theo, đó chính là cái cụm lưới tản nhiệt ạ. Cái cụm lưới tản nhiệt mới này thì cũng được Hyundai thiết kế nó mềm mại hơn một chút so với cả những mẫu xe trước đây. Để Duy thử kiểm tra xem nào. Vâng, cái phần hoàn thiện, cái chi tiết nhựa rất tốt. Phần ba đợt sốc trước này được làm kéo dài từ dưới lên đến tận bên trên, phủ đến tận mép nắp capo luôn ạ. Cái phần này để làm gì? Cái phần này là một cái yếu tố mang đến cái sự an toàn cho những người đi xe đạp hay người đi bộ. Vâng, chúng ta có lẽ sẽ nói tới tiếp cái phần đèn pha này đi. Phần đèn pha của Hyundai Kona thì được chuyển xuống bên dưới như quý vị đang thấy ở đây. Và nếu như mà chúng ta đi những cái thời tiết như là bây giờ đang Hà Nội đây, mưa, bùn bẩn nhiều, thì cái việc bùn bẩn bắn lên đây sẽ làm bẩn, sẽ làm mờ cái phần chóa đèn này đi. Và đương nhiên là nếu mà buổi tối thì chúng ta sẽ bị cản trở cái phần ánh sáng từ đèn chiếu ra. Hiện tại thì chiếc mẫu xe này thì với cái thiết kế này thì không có cái phần rửa đèn pha ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái khối động cơ này đi. Phiên bản mà Duy đang trải nghiệm ngày hôm nay là phiên bản 1.6 turbo. Đây, khối động cơ 1.6 turbo về cái công nghệ là TGDI. Phần hông xe thì Hyundai Kona có một cái kiểu dáng khá thuôn về phía sau. Có rất nhiều những cái chi tiết. Thật sự thì nếu mà chúng ta nhìn ngang cái phần hông này ấy, thì có lẽ là quý vị các bạn sẽ có cái cảm nhận là hơi rối mắt và hơi nhiều chi tiết một chút. Tiếp theo thì cái phần la răng 18 inch này của Hyundai Kona thì được thiết kế khá đẹp và có phần thể thao, với hai cái màu được phối với nhau là màu xám và màu màu này là như kiểu cái màu nhôm phay xước ấy, cái vị các bạn ạ. Không, sờ vào thì nó là sơn mịn. Lốp của xe thì cũng chỉ được trang bị lốp Hankook mà thôi. Có lẽ cái điểm mà Duy muốn nói nhiều nhất đó chính là cái cụm gương chiếu hậu. Cái cụm gương chiếu hậu này được thiết kế đẹp, nhưng mà có cái phần xi nhan, cái phần đèn xi nhan, đèn LED xi nhan được làm hơi nhỏ. Đây, quý vị bạn thấy nó hơi nhỏ quá. Nếu như mà cái phần đèn xi nhan này được kéo dài và làm to hơn một chút thì chắc chắn là cái hiệu quả khi mà chúng ta tham gia giao thông sẽ cao hơn. Và Hyundai Kona thì cũng được trang bị cảnh báo điểm mù ở trên gương. Đây ạ. Khi mà Duy có cầm lái để di chuyển thì mỗi lần Duy xi nhan thì ngay lập tức là cái tiếng, nếu mà có cái xe ở phía sau, phía gần mình hơn thì sẽ có tiếng kêu để báo hiệu cho chúng ta. Tiến xuống cái phần đuôi của chiếc Hyundai Kona này thì có lẽ là những cái điểm thiết kế, những cái trang bị sẽ khiến cho chúng ta phần nào đó cảm nhận được cái sự hơi rối một chút. Rất nhiều những chi tiết. Phần đèn cũng được chia tách ra làm hai mảng, hai khối khác nhau. Ngay đến cái phần ba đợt sốc ở phía dưới thì quý vị và các bạn có thể thấy là được phối tới ba màu khác nhau. Và cũng được trang bị bốn cảm biến ở phía sau kèm với cả camera lùi. Đối với mẫu Kona này thì các cái nhà thiết kế cũng có một cái điểm rất là tinh ý ở đây. Cái phần ống xả được giấu khá kỹ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với không gian để đồ của Hyundai Kona. Đối với cái không gian để đồ này thì chúng ta cũng sẽ có thể để khá nhiều những cái đồ vật. Ví dụ như là sẽ để được cỡ khoảng 3 cái vali cỡ cabin và 1 đến 2 cái phần ba lô nữa. Ngay khi đóng cái cánh cửa của Hyundai Kona thì Duy phải dành một lời khen ngay lập tức
với cả chiếc xe này. Bởi vì từ trước nay chúng ta thường có một cái suy nghĩ là đối với những mẫu xe Hàn thì có những cái trang bị về mặt vật liệu không được tốt. Nhưng mà rõ ràng là Hyundai Kona được làm rất tốt cái điều này. Từ cái phần thân vỏ bên ngoài dày dặn này, cho đến những cái mảng ốp nhựa ở bên trong cũng vậy. Cửa rất là chắc chắn. Đây, cái tiếng phập một cái nó rất là rõ ràng. Khi mà ngồi vào cái vị trí ghế lái này thì lại một lần nữa chúng ta lại phải dành cho Hyundai Kona thêm một lời khen. Khi so sánh trực tiếp với các đối thủ trong cuộc vượt khúc, mẫu xe đó thì có cái phần thiết kế nội thất chưa được thực sự gây ấn tượng như là mẫu Hyundai Kona. Mặc dù Ford EcoSport cũng có cái thiết kế màn hình dựng đứng so với cả cái phần bảng táp lô, nhưng mà cái phần thiết kế của Hyundai Kona tạo cho cái khối này nó có cái sự dày dặn và bắt mắt hơn. Đây, quý vị các bạn thấy này, làm rất là chắc chắn, ta có thể cầm giật này mà không làm sao cả. Tất cả các cái mảng vật liệu cũng vậy, ở phần trên đây là được trang bị vật liệu nhựa cứng, còn ở đây là nhựa mềm với cái họa tiết là hình dạng tổ ong. Kèm theo cái tổng thể nội thất ở bên trong xe sử dụng một cái tông màu tối, da cũng tối màu, tạo chúng ta có sự sang trọng hơn so với các đối thủ. Quay lại với cái vị trí vô lăng thì Duy cũng một lần nữa muốn dành lời khen cho cái vô lăng của Hyundai Kona này. Mặc dù là chúng ta sẽ trải nghiệm cái phần cảm giác vận hành ở phía sau, nhưng mà thiết kế của cái vô lăng này khá là vừa vặn, đặc biệt là với phụ nữ. Nếu mà những cái mẫu xe nhỏ này thì phụ nữ sử dụng thì cái vô lăng này được đánh giá khá cao đấy. Bởi cái cách cầm nắm các cái chi tiết được làm cũng rất là chỉn chu. Ở trên vô lăng thì nhìn nó sẽ không quá là có những cái điểm thể thao đâu. Mọi thứ nó ở chỉ ở mức vừa phải thôi. Ở hai bên đây thì cũng được tích hợp rất nhiều những cái phím chức năng. Bên đây là tăng giảm âm lượng này, điều khiển cái màn hình ở chính giữa. Rồi bên đây là Cruise Control, rồi điều khiển cái thông tin giải trí cũng như là cái cài đặt setup ở bên trong màn hình ở phía sau vô lăng. Cái đồng hồ của Hyundai Kona ở phía sau vô lăng cũng được thiết kế rõ ràng, mạch lạc và có cái đèn nền màu xanh, nhìn cũng rất là dễ chịu. Và đương nhiên thì xe cũng được trang bị nút khởi động Start Stop rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần cụm điều hòa của Hyundai Kona. Ở hai bên vị trí ghế lái và ghế phụ thì được trang bị cửa gió điều hòa dạng tròn, nhưng mà ở chính giữa lại được trang bị cái hệ thống điều hòa, hai cái cửa gió điều hòa được làm nối liền vào nhau, tạo ra một cái mặt tổng thể khá là liền mạch. Dưới phần cửa gió điều hòa thì chúng ta có hai cái núm xoay, một bên là điều khiển nhiệt độ, còn một bên là điều khiển tốc độ gió ở trong xe. Vậy là xe chỉ có trang bị điều hòa một vùng mà thôi. Ở phía dưới đây thì chúng ta cũng sẽ có hai cái phần hiển thị đèn cảnh báo thắt dây an toàn cho tất cả các vị trí ở trên xe, cũng là một cái điểm rất hay. Ở phía dưới đây thì chúng ta có một cái hộc để đồ khá sâu, chúng ta có thể để những cái điện thoại to hay những cái đồ vật ví dụ như là ví thì cũng rất là thoải mái. Hyundai cũng rất là hào phóng khi trang bị cho Kona hệ thống sạc không dây chuẩn chi, kèm theo khá nhiều cổng sạc ở trên xe. Ví dụ đây là cổng sạc USB này, đó, quý vị các bạn có thể thấy ở đây. Rồi bên này thì chúng ta cũng vẫn sẽ có một cổng sạc tẩu 12V. Hyundai Kona phiên bản 1.6 turbo thì được trang bị hộp số DCT 7 cấp. Lát nữa thì mời quý vị các bạn sẽ cùng Duy trải nghiệm. Ở bên cạnh cần số thì chúng ta có cái phím bấm hỗ trợ đổ đèo xuống dốc và tắt bật cái hệ thống cảm biến xung quanh xe. Trước có 4 cái và sau có 4 cái. Đối với Hyundai Kona, một mẫu xe nhỏ thì chúng ta cũng sẽ không có những cái vị trí để chai nước cỡ to, ví dụ như những chai 1,5 lít. Ở cánh cửa thì chúng ta có một, mỗi bên sẽ có một vị trí để, còn ở giữa chúng ta sẽ có hai. Bệ tì tay, dưới bệ tì tay thì cái hộc để đồ nó cũng vừa vừa thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Và bệ tì tay thì không thể trượt lên trượt xuống được. Chiếc Honda HR-V thì có thể trượt được này, chiếc EcoSport cũng có thể trượt được. Tiếp theo thì Duy muốn nói tới cái chất liệu da ở trên ghế của Hyundai Kona. Ở phần vị trí ghế lái, ghế phụ và cả ghế sau thì chỉ được sử dụng duy nhất một loại da, đó là màu ghi xám với rất nhiều những cái lỗ ở trên bề mặt, sẽ giúp chúng ta ngồi nó thoáng khí hơn, không bị bí ở phần mông cũng như phần lưng. Nhưng mà thật sự thì khi mà Duy sờ và Duy cảm nhận trực tiếp thì cái chất liệu da của Hyundai Kona chỉ ở mức vừa phải đủ dùng mà thôi, không cho chúng ta cái cảm giác thích tay. Vâng, đấy, quý vị thấy không, Hyundai Kona một mẫu xe Hàn Quốc mà có cái tiếng đóng cửa cũng chắc và mạnh phết đấy chứ, rất rất khoát. Nếu như chúng ta ngồi vào vị trí của hàng ghế thứ hai của mẫu xe Hyundai Kona này thì có lẽ chúng ta sẽ cảm nhận được một cái không gian nó không mấy được thoáng đãng lắm đâu ạ.
Và đặc biệt là cái phần cửa sổ trời ở bên trên chỉ được làm cửa sổ trời nhỏ mà thôi, không được kéo dài ra vị trí phía sau. Nếu như mà cái cửa sổ của Hyundai Kona được kéo dài ra đến tận cái hết cái vị trí của hàng ghế thứ hai này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái không gian rất là thoáng đáng. Ngoài ra thì cái phần lưng ghế của hàng ghế thứ hai ngồi rất là thoải mái, có cái độ dốc vừa phải, không phải là quá đứng mà cũng không quá ngả. Cái phần nệm ghế của hàng ghế thứ hai Duy muốn dành cho Hyundai Kona một điểm cộng khi cái phần nệm ghế này được làm khá to và dài, cũng nó có cái phần đỡ cũng gần tới cái phần đầu gối này, giúp chúng ta ngồi rất là thoải mái ở đây. Nếu như mà chúng ta là những người mà có cái chiều cao cỡ khoảng 1m7 đổ xuống thì ngồi đây ok, không vấn đề gì. Nhưng mà những người cao trên 1m7 thì Duy nghĩ là cái phần để chân này là hơi hẹp và hơi ngắn. Ở đây chúng ta có cái phần ụ nhô lên khá cao. Có lẽ là ở trên những cái phiên bản khác ở bên nước ngoài thì Hyundai Kona sẽ có cái phiên bản dẫn động cầu sau hoặc là dẫn động 4 bánh. Thế cho nên là có một cái ụ nhô lên để dẫn cái trục các đăng. Còn khi về Việt Nam thì chỉ được dẫn động cầu trước mà thôi. Ở đây thì có cái ụ nhô lên thì ngồi ở vị trí giữa này xem nào. Vị trí giữa này thì vì có cái bệ tì tay cho nên là cảm nhận phần lưng là hơi cứng. Nếu như ngồi vị trí 3 người lớn ở hàng ghế sau của Hyundai Kona thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy cái sự khó chịu và cũng không thể di chuyển ở trên những cái quãng đường quá dài được. Chân thì chúng ta có thể để lên đây hoặc là để xuống dưới, nhưng mà để trên đây thì Duy nghĩ là sẽ chỉ để được một khoảng thời gian nhất định, ngắn mà thôi. Bệ tì tay, hai khay để cốc và cũng có 3 cái vị trí để tựa đầu. Ở phần trần của Hyundai Kona thì cũng được trang bị một cái lớp nỉ thôi, được làm với cái màu ghi, cho nên là khi mà sử dụng một cái thời gian dài lâu thì sẽ cũng không bị dây bẩn nhiều chúng ta, khiến chúng ta phải khó chịu. Ngay bây giờ thì mời mọi người cùng Bảo Duy trải nghiệm Hyundai Kona. Đối với mẫu xe này thì nhà sản xuất có trang bị cho chúng ta tới 3 chế độ lái là chế độ Comfort, chế độ Eco và chế độ Sport. Ở cái phiên bản 1.6 Turbo này thì sở hữu cái khối động cơ 1.6 TGDI có cái công suất là 177 mã lực và 265 Nm, cùng cái giải vòng tua khá rộng là từ 1.400 tới 4.500. Hứa hẹn rằng sẽ cho chúng ta một cái cảm giác vận hành khá là phấn khích, cũng như là cái sự bứt phá mạnh mẽ nếu như chúng ta cần thiết. Trước tiên thì mời các bạn cùng trải nghiệm ở cái giải vận tốc đi trong phố, tức là giải vận tốc từ khoảng 60 hoặc 50 km/h trở xuống. Để nói về cái sự kiểm soát thì Duy muốn dành một cái lời khen dành cho Kona, bởi cái thân hình nhỏ nhắn này có cái chiều cao vừa phải cũng như chiều rộng vừa phải, cùng cái khoảng sáng gầm là 178mm, thì Hyundai Kona sẽ thuyết phục chúng ta ở mọi cung đường, kể cả khi mà chúng ta muốn leo lề để đỗ, khi mà chúng ta về nhà hay đi đâu đó thì cũng thoải mái. Khi mà đi trong phố, đặc biệt là đi qua các cái gờ giảm tốc hay là các cái ổ gà, thì Duy nhận thấy rõ cái phần hệ thống treo cũng như là cái khung gầm của Kona cực kỳ chắc chắn nếu mà để so với các đối thủ trong cuộc phân khúc. Ngoài ra thì tầm quan sát của Kona cũng là một điểm cộng khi có cái phần kính phía trước rộng, vuông, không phải quá dốc và được kéo khá dài lên trên phần nóc xe này, giúp chúng ta nhìn nó rất là thoáng đãng. Đối với cả mẫu xe Kona mà Duy đang trải nghiệm ngày hôm nay, cái phần vô lăng, tay lái đã có cái sự chính xác và cái phản hồi tốt hơn nhiều tới cái tay của người cầm lái. Chúng ta sẽ không còn cái cảm giác mơ hồ, việc đánh lái nó bị mất nhiều lái hay là nó thiếu chính xác khi mà chúng ta vào các cái đoạn cua cũng như là tránh né tránh xe ở trên đường. Sau khi chuyển chế độ Sport, đạp tốc ga thì Duy có một vài điểm muốn chia sẻ với quý vị và các bạn ngay. Đó chính là cái tính thể thao của Kona. Vâng, cái động cơ 1.6 Turbo đã hoạt động rất tốt khi chúng ta vận hành xe ở chế độ Sport, cho chúng ta cái cảm giác tăng tốc thực sự là rất đáng để chúng ta trải nghiệm ở trên mẫu xe này. Một mẫu xe nhỏ đi trong phố, nhưng khi cần cảm giác thể thao hay khi cần vận hành mạnh mẽ, tạo ra nhiều cảm xúc hơn thì không có lẽ gì mà chúng ta không chuyển sang chế độ Sport cả. Vâng, khi chạy tốc độ cao thì Kona có cái phần tay lái khá chính xác, khác rất nhiều với cả những cái mẫu xe Hàn Quốc trước đây mà Duy từng trải nghiệm. Có một điểm nho nhỏ mà Duy cảm thấy thực sự là chưa hài lòng với cả Hyundai Kona, đó chính là cái cảm giác khi mà chúng ta đặt chân vào bàn đạp phanh cũng như là bàn đạp ga thì cái cảm giác nó vẫn còn hơi nhẹ và nó chưa tạo cho chúng ta cái sự gắn kết.
giữa cái người lái và cái bàn đạp, những cái cú nhấp ga rồi những cái cú đạp phanh nó chưa thực sự ăn khớp với nhau. Nếu như cái phần thiết kế ngoại thất không dành cho Duy quá nhiều ấn tượng bởi những chi tiết thiết kế có phần rườm rà, thì ngược lại phần nội thất và phần trải nghiệm vận hành rất thuyết phục Duy. Hyundai Kona được bán với cái giá theo như là nhà sản xuất niêm yết là 725 triệu đối với phiên bản 1.6 turbo này. Một mức giá phải nói là khá dễ chịu ở trong phân khúc.